Chào đón bạn đến với 30 ngày yoga dành cho người mới. Đây cũng là chuỗi bài tập giúp người cao tuổi có thể duy trì bảo vệ sức khỏe, tăng độ linh hoạt cho cơ thể. Hãy duy trì tập lưng phiên tất cả 30 bài tập này cùng với Thúy. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thư thái, bình an ngay lúc này tại nơi đây. Hơ thở hít vào, hơ thở chậm thở cơ bụng mình lại. Hít vào, thở ra bụng hó. Hít vào bụng căng, thở ra bụng hó. Hít vào thư thái nhẹ nhàng, thở ra bình an hạnh phúc. Tiếp tục các ngón tay mình đan vào nhau. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tục thở ra, hai cụ chỏ tay chạm vào nhau, rút vai, rút cổ, rút lưng. Hít vào, mở vai, kéo càm, nâng ngực, rút cơ bụng. Thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tư thế hít thở rút bụng rút lưng này rất tốt để thanh lọc phổi của mình, đưa oxy nhiều vào phổi. Mở vai, mở ngực, tất cả các lá phổi mình mở ra, chứa đầy oxy vào cơ thể. Và thở ra, hóp bụng, ép hai tay lại, cảm nhận các lá phổi xiết dần lại, rút chặt cơ bụng lại để đưa hết những cái khí ở dưới đáy phổi ra ngoài. Và tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào,
thở ra. Hít vào và giữ lại đây. Thở chậm. Năm. Bốn, hơi thở mình chậm. Ba, hai, và thở ra, rút bụng giữ lại đây nè, hơi thở chậm giữ lại đây. Năm, bốn, ba, hai, hít vào, hai tay mình dang ngang. Thở ra, ép dài cơ thể tới phía trước, cho trán chạm xuống thảm. Hít vào, mở ngực, lúc này mình không có kéo nha, không có kéo cơ càm, càm vẫn giữ thẳng tới phía trước, chỉ có mở cái ngực, cảm nhận cái vai của mình nè. Hai cái tay mình mở ra phía sau á, đẩy cơ ngực lại phía trước, cái bụng mình hót lại, cảm nhận được cái phần vai mở, cái phần ngực mở nè. Thở ra, hít vào, nâng ngực, mở vai. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Lần này thở và giữ lại luôn, giữ mông lại, ép cho cái bụng mình á nó sát xuống chừng, kéo thẳng tay ra, hóp cơ bụng và giữ lại đây. Thở chậm. Năm, bốn, ba, hai, chậm rãi lên lại nè, giữ nha. Hít vào, mắt vẫn nhìn thẳng tới phía trước, đẩy cơ ngực, mở cái vai ra sau, giữ lại đây. Thở chậm. Năm, cảm nhận cái vai của mình và ngực của mình. Bốn, ba, hai. Rồi tiếp tục nha. Thở ra, cái tay trái mình đan vào thắt lưng phía sau, kéo cái tay phải nè. Hít vào, thở ra, cái tay phải mình đan vào thắt lưng, kéo cái tay trái. Hít vào, nghiêng phải. Hít vào, thở ra, nghiêng trái. Hít vào, thở ra, nghiêng phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi, tiếp tục xoắn lưng luôn. Hít vào, thở ra, xoắn sang bên phải. Hít vào, thở ra, xoắn lưng sang trái. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thêm lần nữa nè. Hít vào, thở ra. Hít vào,
thở ra và chậm rãi trả về, duỗi chân mình ra. Xoay vòng tròn cổ chân, co nhẹ cái gối lên, xoay khớp gối của mình luôn nè. Cảm nhận cơ chân khớp gối. Xoay đổi chiều, rồi thả lỏng lắc. Hai bàn chân mình áp lại với nhau. Rồi lưng thẳng lên, hai mắt nhắm lại. Hít thở sâu chậm. Năm, bốn, ba, hai. Rồi vẫn giữ nha. Lúc này cái tay mình nắm chặt lấy mũi chân nè, ép cơ thể mình tới phía trước và giữ lên đây. Nghiêng cái lưng sang phải sang trái cho dễ chịu. Và giữ lên đây. Tốt hơn mình sẽ hạ cùi chỏ xuống. Hít thở chậm. Năm, bốn, ba, hai. Lên lại. Lúc này mình duỗi thẳng, đạp duỗi thẳng cái chân phải tới phía trước, đạp cái gót chân trái qua đùi phải, mũi chân phải duỗi, thở ra chậm rãi nè. Mũi chân duỗi ép cơ thể mình sát xuống hóp bụng. Hít vào lên, thẳng lưng, thở. Hít vào lên, thở. Hít vào lên, lần này mình giữ lại luôn nha. Thở, cố gắng lắng nghe cơ thể của mình, làm sao mình tìm được cái sự thoải mái trong lúc giữ tư thế. Hơi thở mình chậm, đều và dễ chịu. Năm, bốn, ba, hai. Chậm rãi lên lại. Tiếp tục mở cái chân phải ra nha. Tay phải nắm lấy cùi chỏ tay trái, kéo căng nè. Căng cái khớp vai trái, mũi chân phải thì dựng lên. Rồi chậm rãi nghiêng nè. Dùng tay phải kéo hết khớp vai trái, mũi chân phải dựng lên. Rồi nghiêng nè. Và hít vào lên 5 lần trong tư thế này. Lưng thẳng lên, mũi chân dựng lên. Thở ra. Mềm mại cơ thể, cảm nhận được độ kéo căng của khớp vai, lườn bên trái. Hít vào lên, thở ra. Chậm rãi quan sát hông lườn trái. Hít vào lên, thở ra. Hít vào lên, thở ra. Hít vào lên, lần này mình giữ lại luôn. Thở ra và giữ lại đây. Năm, bốn, ba, hai. Chậm rãi lên lại.
Lúc này mình xoay cơ thể mình sang bên phải, tiếp tục chườn tới phía trước, nắm lấy mũi chân phải, kéo về, lưng thẳng lên và chậm rãi ép cơ thể mình xuống giữ lại. Trong lúc ép tư thế, mình thấy khó chịu, bắt đầu mình nhúc nhích nè, vai, lưng, quan sát chân của mình. Mình gập xuống tới đâu là tùy thể trạng cơ thể của mọi người. Tốt hơn thì mình sẽ gập sát hơn, còn cơ thể cứng thì mình gập vừa thôi, có đủ cái độ căng hông lườn bên trái và căng hết sợi dây chằng bên phải giữ lại. Hơi thở chậm. 5 4 3 2. Chậm rãi hít vào lên lại. Lúc này mình nghiêng cơ thể mình sang bên trái luôn, duỗi thẳng cái chân phải ra và đá cái chân phải lên 5 lần. Hít vào lên nè. Nếu mình chưa đá lên được thì tay mình ôm lấy kéo nha, ôm chân kéo. Thở ra. Hít vào lên. 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 Thở ra, lần này lên và giữ lại luôn, lên nè. Giữ lại đây. Tốt hơn thì mình sẽ ôm mình kéo nè. 5 4 3 2 Chậm rãi thở ra, hạ xuống. Hít thở chậm. Và lúc này mình đổi chân, duỗi thẳng cái chân trái tới phía trước, chân phải đạp qua đùi trái, nhúc nhích vai, lưng, tay, chân, tìm cái thế mình thoải mái. Mình tập yoga là trong trạng thái thoải mái, dễ chịu. Mình thưởng thức yoga chứ không phải cố gắng đau nhằn khó chịu nha. Hãy nhắm mắt lại, có những tư thế mình hãy nhắm mắt lại để mình cảm nhận cơ thể của mình di chuyển và cảm nhận tư thế đó tác động vào cơ thể của mình như thế nào. Rồi bắt đầu tiếp tục nha. Mũi chân trái duỗi nè. Thở ra chậm rãi. Ép mềm mại cơ thể, ôm lấy chân trái. Hít vào lên. Thở ra. Bụng, ngực, càm. Hít vào lên. Thở ra. Bụng, ngực, càm, mềm mại cơ thể. Bụng hót lại. Hít vào lên, lần này mình xuống mình giữ lại luôn. Thở xuống và giữ lại đây. 5 4 3 2 Chậm rãi nhẹ nhàng lên lại. Mở cái chân trái ra nha. Lưng thẳng lên. Dựng cái mũi chân trái lên. Nhúc nhích vai lưng, chỉnh cái khung chân của mình. Rồi nâng tay phải lên. Tay trái mình nắm lấy cùi chỏ tay phải, kéo căng khớp vai phải, thẳng cái lưng ưỡn ngực mình lên và mũi chân trái thì dựng lên. Rồi chậm rãi nhẹ nhàng nghiêng trái nè. Nghiêng vừa với sức mình. Hít vào lên. Thở ra. Chậm rãi. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra.
Hít vào lên, thở ra. Hót cơ bụng kéo vai, cảm nhận lườn bên phải mình đang căng. Hít vào lên, lần này mình giữ lại luôn. Thở ra và giữ lại đây lâu. 5 4 3 2 Chậm rãi lên lại, dựng mũi chân trái lên. Tay mình nắm lấy mũi chân rồi mình nhúc nhích nè. Tìm cái điểm dễ chịu, sau đó mình ép nè. Ép cơ thể mình xuống chân trái, kéo mũi chân trái về, bụng hót lại. Hơ thở sâu chậm. 5 4 3 2 Chậm rãi lên lại, đưa hơi vào thở ra. Lúc này mình nghiêng cơ thể mình sang bên phải, đặt cái tay xuống nè. Mũi chân trái duỗi ra, chỉnh tay, chỉnh chân, chỉnh lưng lại. Rồi đá chân trái lên. Hít vào lên. Thở hạ chưa lên được, tay ôm kéo lên. Hót bụng. Thở. Hít vào lên. Thở. Hít vào lên. Thở. Hít vào lên. Thở. Hít vào lên. Thở, lần này giữ lại luôn. Lên. Giữ là đây. 5 4 3 2 Chậm rãi đưa hơi vào, thở ra. Lên lại. Lúc này mong mình ngồi lên gót chân, hai tay chắp trước ngực, hơ thở chậm. Rồi mình tập vừa sức mình nha. Tư thế này rất là tốt cho thận của mình, tác động đến hệ bài tiết, hệ tiêu hóa. Tập vừa sức mình nha. Thở ra này, trường dài. Hai cái đầu gối mình mở rộng ra bằng mí thảm, trường dài tới phía trước cho cái bụng mình nó lọt vào giữa hai chân. Mông thì vẫn ngồi lên gót chân. Nó ép, cảm nhận cái bụng mình. Tư thế này cũng rất là tốt cho những người bị đau lưng luôn. Rồi hít lên nè. Tay mình ôm bụng, rướng hết cái hông tới phía trước. Mở vai, mở ngực, kéo càm, thả lỏng nước khớp háng ra để đẩy hết cái hông tới phía trước nè. Hít vào lên. Thở ra. Kéo dài lên ra. Mông vẫn chạm xuống gót chân, không nhấc cái mông mình lên. Người mới hoặc là cái người bụng mở nhiều quá thì cái mông mình không thể ngồi sát xuống gót chân. Mình cố gắng ép một tí nha. Chỉnh khung chân, khung mình làm sao thoải mái với cơ thể của mình là được. Hít vào lên. Thở ra. 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 Hít vào lên. Thở ra và giữ ra đây. Chỉnh cái đầu gối lại. Thoải mái giữ nha. Mở hết cái phần hông nè.
ngực nè, kéo nhẹ cơ cổ vừa với sức mình, cuộn cái xương cột lại, rút cái cơ bụng lại để cái lưng mình uốn cong, nó không có bị đau. Hơi thở chậm, năm, bốn, ba, hai, chậm rãi nhẹ nhàng lên lại, thở ra, ép cho mông mình sát xuống gót chân, bụng lọt vào giữa hai đùi, tay kéo thẳng tới phía trước. Năm, bốn, ba, hai, tiếp tục hai tay mình chống lên, ký mũi chân lên, co cái gối lại, hai cái gối co lại, ép cho bụng mình sát vào đùi. Đó. Hít vào hạ mông ngước cằm, đánh cong lưng, thở ra hóp bụng, co gối, co hai cái gối, dùng lực tay đẩy cho bụng mình sát vào đùi, thở hết hơi ra, hít vào hạ gối ngước cằm, duỗi mũi chân, đánh cong lưng, ký mũi chân, thở ra. Hít vào, ngước cằm, bụng ép xuống mông lên cao, thở ra. Hít vào, thêm hai lần nữa, thở ra, co gối ép bụng sát vào đùi, hít vào và giữ lại. Thấy cái lưng mình nó cong nè, càm rướn lên nè. Năm, bốn, ba, hai, thở ra, giữ lại đây. Co hai gối ép cho bụng sát vào đùi, giữ là đây. Năm, bốn, ba, hai, chậm rãi nhích cái chân trái mình vào trong nè, nâng cái chân phải lên và giữ là đây. Năm, bốn, hơi thở chậm, ba, hai, và thở ra đổi chân, đặt cái chân phải ngay cái chân trái để mình nâng cái chân trái lên và giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, chậm rãi thở ra. Mông ngồi về gót chân, chán chạm thảm, hơi thở chậm đều thoải mái. Và chậm rãi lên lại. Hít thở chậm đều, vai lưng thoải mái, mũi chân duỗi, hít vào hai tay lên cao, thở ra gập tới phía trước, nhúc nhích, ép cho bụng sát xuống đùi, hơi thở chậm, hít vào lên, co gối rút bụng, hóp bụng, thở ra hạ chân, hai tay lên cao, hít vào, thở ra, vai, tay, mềm mại, bụng hóp,
lên, hóp bụng, vai thả lỏng, co gối. Mình khó giữ thăng bằng thì cái tay mình ôm chân như vậy cho nó dễ nha. Rồi bắt đầu nè, duỗi chân nè, hạ xuống nè, lưng thẳng lên, hít vào, thở ra. Lên, hóp bụng, duỗi chân, hít vào, thở ra. Lần này mình giữ lại. Lên, co gối giữ là đây nè. Khó giữ quá thì ôm lấy cơ đùi như gì cho nó dễ nha. Nằm, hóp cơ bụng, 4 3 2. Tập vừa sức mình, cơ thể hơi ngửa ra phía sau tí, rút cơ bụng dưới, duỗi chân, co chân 5 lần nha. Duỗi nè, co rút, hóp bụng, 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 duỗi nè, co rút, hóp bụng. Lần này mình duỗi, mình giữ lại luôn, duỗi và giữ là đây. 5 4 3 2. Co rút giữ là đây, ép cho bụng sát vào đùi, lưng thẳng lên. Tốt hơn mình sẽ thẳng chân lên, tùy mình giữ thăng bằng nha. Giữ là đây, chưa thẳng chân được cứ co như gì, ép bụng sát vào đùi, giữ lại. Năm, bốn, hóp cơ bụng, 3 2. Mở rộng hai cái chân mình, hạ lưng thấp xuống, mũi chân duỗi giữ là đây. 5 4 3 2. Chậm rãi lên lại, mình nằm sấp xuống luôn. Hít thở chậm đều. Và lúc này mình nâng tay phải và chân trái lên khỏi thảm. Tay phải duỗi căng nè. Hít vào, tay phải chân trái lên, vươn cao. Thở hạ. Hít vào. Thở hạ. Hít vào. Thở hạ 2 lần nữa. Hít vào. Thở hạ. Lần này mình giữ lại luôn. Hít vào. Giữ là đây. 5 4 3 2. Co chân trái lại, tay phải nắm lấy chân trái, kéo lên và giữ là đây. 5 4 3 2. Và thở ra. Hít thở sâu. Hít thở chậm. Và tiếp tục đổi chân. Lúc này thì tay trái nè, và chân phải lên. Hít vào, tay
trái chân phải nâng cao duỗi cằm. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, lần này lên mình giữ lại luôn. Hít vào, giữ là đây nằm. 4 3 2. Co chân lại, tay trái nắm lấy chân phải kéo lên giữ nằm. 4 3 2. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở chậm, đặc biệt là hơi thở ra phải thoải mái. Và hai chân mình mở rộng ra bằng mí thảm. Hít vào lên, ngước cằm mở vai. Thở ra. Hít vào lên, mở vai. Hạ bụng thấp, kéo cằm mở vai. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra, lần này mình lên mình giữ lại luôn. Co hai cái chân mình lên. Tốt hơn thì hai bàn chân mình áp lại với nhau. Hai cái đầu gối mở ra để thoải mái. Hai tay mình chỉnh, tùy chỉnh theo cơ thể của mình. Lưng cứng quá thì tay mình đặt cao hơn. Lưng mình dẻo cong thì tay mình sẽ đặt thấp hơn để mình uốn cong nhiều hơn nha. Để tự mình điều chỉnh lên và giữ lại luôn. Cảm nhận cơ đùi. Cảm nhận từng đốt sống lưng của mình. Năm. Bốn. Ba. Hai. Chậm rãi nhẹ nhàng đưa hơi vào thở ra. Thở hết hơi ra. Sau đó mình nằm ngửa lại luôn. Hít thở chậm. Hai tay dang ngang úp lòng bàn tay, co rút gối phải lên. Ép gối phải sang trái và giữ ở đây. Mắt nhìn sang bên phải. Năm. Bốn. Ba. Hai. Chậm rãi trả về. Đổi chân. Co gối trái. Ép gối trái sang phải. Mắt nhìn ngược lại. Năm. Bốn. Ba. Hai. Chậm rãi trả về. Lúc này mình hãy để cho cơ thể mình thư giãn sau mỗi cuối buổi tập. Và tốt hơn chúng ta hãy để cho cơ thể mình chìm sâu vào giấc ngủ. Rất tuyệt vời nếu cơ thể có thể ngủ từ 15 cho đến 30 phút sau mỗi buổi tập. Lúc này hãy quan sát hơi thở mình ra vào.
Cảm nhận. Toàn thân mềm. Cảm nhận. Hơi thở thoải mái. Cảm nhận. Cơ thể tràn đầy năng lượng. Cảm nhận. Sự bình yên, hạnh phúc. Vào bụng căng, thở ra bụng hó, hít vào căng cơ bụng, thở ra bụng hó. Toàn thân tan dần và cơ thể đang chìm vào thư giãn. Và bài tập của mình đến đây kết thúc rồi. Thúy cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Thúy. Nếu quý vị là người mới, đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh cũng như giúp Thúy chia sẻ bài tập này đến nhiều người. Chúng ta cùng nhau khỏe đẹp. Thúy cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chia sẻ tiếp theo.